sẵn đâu rồi. Đâu, này đó, đây nha, phải hỏi người ta bấu cho anh đâu. Đó, có nằm bên kia kìa, hai con nó giống nhau, có nằm dài con này. Hỏi người ta là có cho anh được không? Sao cầm em này đi sao? Nó buông hết cho người anh vậy Bi, giống như mà anh là đồng loại của nó vậy. Bi, nè Bi, Bi, coi đi. Dạ, vậy. Ê, Bi. Đồng loại của anh Tiết đó hả? Hơi hôi xíu. Chui vô giữa đi Bi. Chui vô cắn lộn nó đi. Nó cặp vô không được. Bà ham vui nè. Lai mèo á. Lai mèo hả? Cắn cổ để chuẩn bị á. Có bồng lai lượm vậy? Dạ. Để dơ thôi. Ham nhìn nó nhìn em nguy hiểm quá tí mệt. Nhìn em nguy hiểm giả mèo. Heo gì nè baby. Sao ta bắt được con heo rồi? Cho hình lý trí. Mấy tay cho nó đi baby. Cái mặt cho nó. Cho đớm kìa. Con này dễ thương quá. Con này đen thui vậy. Ủa, đi, con này ngủ con vậy? À, con này ngủ nè baby. Đánh thức nó rồi. Chó mặt vui đúng không? Ừ đúng rồi, chó mặt. Tôi nghiệp vậy. Tôi mày tôi buồn vì tôi không giống họ. Sao lông nó màu đen vậy? Vậy sao kia, vậy sao nãy nó không buồn. Thằng nãy đéo buồn. Rồi mình nhập tiền rồi. Nhập tiền mới ra được rồi. Biết mấy rồi con? Nhỏ xíu à. Đây là một con chó nước nè. Cúi đầu xuống luôn nè. Thôi nhỏ. Tội nghiệp quá nè. Em buồn nhỏ. Em quá khác biệt. Em buồn em quá khác biệt. Em buồn quá. Buồn quá trời luôn á. Thôi con này lái heo à. Cõi tay này Bi. Tay này tay như cũng. Tay kìa. Tay như cũng đâu xà lách vậy. Mày đục đầu vô kìa. Tức là nhiều chó thì mình đang ở bên bên khu của chó ở những con Budi bu gì cái này gọi là gì Budi cái này chó nhà cái này nhặt nè con bút đồ nè đúng rồi con này cũng nhập con Shiba gì đúng không Shiba. Rồi con chó này là không biết con này Hải Phòng nè. Ok go đi anh go rồi có thêm mấy con chó nè có con chó luồn người dài ở trong phim hoạt hình tôi mà Jerry á các bạn con này Huế nè. Rồi đây để cho các bạn xem rất là nhiều chó răng con này giống phụ mỡ nè cái răng á cho coi được nó đè lưỡi thì đó à giống chen luôn hai con chạy lại luôn nếu mà một con phim á nè các bạn nhìn nè con này nó có sức bền nhà giàu anh nhà giàu khác biệt quá giàu. Đại ca á đại ca chùm khác biệt chùm chuồng chó ơ con này con màu đen dễ thương dữ tít mặt nó già quá à đưa ai con nè em xin đôi nè dễ thương giả miên mới lật ngược lại mới thấy màu lông nha. Ờ lật ngược lại đi. Nó nằm rồi, nó giờ nó chịu nó nằm ngủ phè phở rồi kìa, bốn chân ra luôn kìa. Kiếm em lấy em đi vậy. À tí
kìa. Xe ti, xe ti. Xe ti, xe ti. Chứ thôi con này cũng cho cái mà thôi con này gì đây về kiếm gì kiếm món gì con này cho mới khóc mà sao mặt ướt nhẹp vậy? Mới khóc mà.